Rồi ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và chia sẻ cho các bạn mà các bạn là người sử dụng cũng có thể tự làm được cái bệnh này. Thì trong quá trình sử dụng các bạn có thể gặp rất nhiều trường hợp đó là chết Vega này, đây là Vega này. Như chúng ta đã biết là Vega trên laptop thì gần như là không thể thay thế, nâng cấp được. Tất nhiên là vẫn có cách và vẫn có mẹo để nâng cấp. Ví dụ như con này thì các bạn không thể nâng cấp. Ví dụ Vega của nó đang là 2GB thì các bạn sẽ không nâng cấp được. Nhưng nếu mà những con laptop khác mà các bạn thấy nó đề chừa những cái ô này ra này thì các bạn có thể nâng cấp từ 2GB lên 4GB. Nhưng mà không nên làm như thế làm gì cho nó mất công. Và trong quá trình sử dụng ấy thì ngoài vấn đề là các bạn vệ sinh tất cả các thứ, tỏa nhiệt các thứ để làm sao cho máy nó chạy trơn tru nhất thì đó là điều đương nhiên. Tránh cái tình trạng là sau 1 năm hoặc 2 năm không sử dụng máy các bạn tự nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy là câu khuyên đầu tiên là hãy định kỳ 6 tháng 1 năm hãy mang máy đi vệ sinh một lần, tránh để tình trạng như con máy này. Mình sẽ bật nguồn cho các bạn. Đây là cái palen kích nguồn này, thì các bạn để ý này, đây là cái palen để nối vào cái phím kích nguồn này. Phải tháo cả phím nguồn ra thì chúng ta sẽ làm một cách đơn giản như sau. Đây nhá, nhìn vào máy cấp dòng này, đây nhá, không có cái gì này. Bây giờ mình kích nguồn cho các bạn xem. Đồng hồ vặn về thang đo tít này. Đấy, hoặc là sau đó các bạn lấy này, kẹp này nhá. Nó có hai cách, nhưng là cách đầu tiên để tránh rủi ro, cái này dành cho thợ này, thì các bạn đo tất cả trên cái palen kích nguồn này, ở đây nó có 3,3V này, thì bạn nhanh tay bạn chuyển về cái thang đo tít này, sau đó các bạn chọc vào chân kích nguồn, nhả vào cái chân kích nguồn cho mình, đó, nó sẽ kích nguồn lên này, đèn nó sáng này, nó nháy này. Còn một cách đơn giản thì các bạn để ý như sau, nó có rủi ro nhé các bạn, làm nghề nó luôn luôn có rủi ro, vì vậy là các bạn để ý. Đây nhá, các bạn để đồng hồ về cái thang đo tít này, kích đấy, các bạn cứ quệt hết cái dây này, nó lên được là ok. Camera đi từ từ thôi. Ok, các bạn nhìn thấy cái fan CPU nó không quay này, các bạn nhìn nhá, cái fan CPU không quay. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cho cái fan CPU này nó quay một cách bình thường. Đây, các bạn rút hết dây ra, rút mạnh tay ra, kết nối cái này lại. Vì nếu fan CPU mà không quay thì một tình trạng chúng ta sẽ sau một thời gian nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là chết CPU hoặc chết Vega. Vì vậy là dẫn đến tình trạng chạy nóng, xăng ngắt hoặc là đang chơi game sau đó bị ngắt. Vì vậy là chúng ta phải sửa triệt để và dứt điểm nó. Làm sao để cách ly hai chân này ra. Cái này nó có nhược điểm của nó, quạt nó sẽ quay mà không thể điều khiển được cái gia tốc của quạt. Có nghĩa là quạt nó luôn luôn quay ở một cái tốc độ lớn nhất thì tương đương với điều kiện là các bạn sẽ thấy một cái tiếng ồn hơn cái quạt ở mức bình thường. Nhưng bù lại thì nó sẽ mát cho máy của các bạn. Với thợ thì nó sẽ rất đơn giản là các bạn cấm lên này. Các bạn đo thử xem có một cái nguồn điện 5V nào không. Đây mình hướng dẫn các bạn. Nó chưa có 5V này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó chưa, bây giờ là nó chưa có 5V này. Nhưng khi kích nguồn lên chúng ta sẽ có 5V. Có rất nhiều vị trí ở trên bên mà chúng ta không cần kích nguồn, nó cũng có 5V. Nhưng chúng ta lên lấy ở cái vị trí mà không cần kích nguồn thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ không bị cái tình trạng đó là tốn pin của laptop. Bây giờ mình kích cho các bạn xem nhé. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn nhìn nhé, cái quạt nó đang không quay này. Đấy, được rồi nhá. Quạt không quay này. Đang không quay nhá. Nếu cứ để như này thì cái laptop của bạn sẽ chết một ngày bất kỳ. Đây các bạn đợi một chút. Bây giờ các bạn đo ở đây này, nó sẽ có 5V. Đây nhá các bạn nhìn này, nhìn thấy đồng hồ chưa? Nó sẽ có 5V này. Các bạn chỉ cần nối cái dây đỏ này vào vị trí này, vào vị trí đây là quạt nó sẽ quay này. Đấy các bạn thấy quạt nó quay chưa? Còn nếu các bạn là người sử dụng sẽ như thế nào? Nhưng mình khuyến cáo trước là người sử dụng thì kiểu gì nó cũng có rủi ro. Vì vậy là cách đơn giản nhất nếu chúng ta không làm được thì chúng ta thuê. Đó là câu cửa miệng của mình rồi. Không dại gì cả, xác suất rủi ro sẽ phải ẩn để vào tay người khác. Các bạn là người sử dụng muốn làm cái này và muốn không mất tiền thì các bạn làm cho mình như sau. Ở cái dây fan này, có bao nhiêu dây các bạn rút hết ra cho mình. Chỉ giữ lại dây đen ở trên cái palen, dây đỏ ở đây. Hai dây này các bạn cách ly. Và nếu là người sử dụng thì đây là một cái mẹo mà các bạn có thể ứng dụng. Các bạn nhìn này, các bạn cứ nhìn về cái cổng USB cho mình. Đây này, những cái cổng USB này. Các bạn có thể lấy một cái dây, các bạn chấm thử vào một cái đầu tụ to nhất gần cổng USB. Đây mình đo cho các bạn xem. Cái này nó sẽ không phát sinh lỗi là mấy. Ví dụ đây là 0V này, ở đây là 5V này. Quay cái sang đây. Khi các bạn kích được cái nguồn cái máy này lên rồi thì các bạn lấy cái dây đồng này này, các bạn chấm thử vào đây. Nó không quay thì các bạn chấm sang bên này, nó kiểu gì cũng quay. Chỉ cần tìm lấy một con tụ gần nhất những cái cổng USB như này. Sau đó các bạn chấm, nếu chấm vào cái nào mà quay thì các bạn làm cách nào để nó ăn chết vào cái vị trí này thì ngay lập tức là các bạn sẽ sửa được cái bệnh đó là quạt trên máy laptop không quay. Rất đơn giản vậy thôi. Nhưng các bạn để ý, luôn luôn có rủi ro trong nghề nghiệp. Vì vậy là nếu các bạn không làm được thì các bạn lên đi thuê. Còn nếu các bạn chấp nhận cái khả năng rủi ro thì các bạn làm cho mình như này, giống hệt như này. Vây bọc phát vào là mãi mãi quạt chúng ta sẽ quay ở tốc độ lớn nhất và CPU và Vega sẽ đạt cái trạng thái là mát nhất. Nhưng các bạn để ý là sau khi các bạn làm thì các bạn tiện tay các bạn vệ sinh đó là Vega và vệ sinh CPU.
sau đó các bạn thêm keo tỏa nhiệt vào thì nó sẽ ok hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.